Hạ cái rèm trên mặt xuống đi con. Sơ Lần bị bẻ mặt vì nữ không chấp nhận hôn sự cùng con trai mình. Trưởng làng rắp tâm hãm hại gia đình nữ để trút giận. Rượu mừng không uống mà thích uống rượu phạt hả? Ông à, cũng tìm miếng đất nào vừa vừa đi. Vừa cái chỗ nằm á, nằm là vừa rồi đó. Còn Tính, tuy là anh ruột của Khờ nhưng tính tình lại hoàn toàn trái ngược, tham vọng và đầy mưu mô. Ông Tính ông không có thương ai đâu, không thương chị mà cũng không thương chị nữ luôn. Ông chỉ thương bản thân ông thôi. Từ đó tới giờ cha dành dụm được bao nhiêu rồi? Cha không nói á, lỡ như một ngày nào đó cha trúng gió, cha lặn đùng rồi cha chết á. Mấy cái bông này không phải là bông thường, bông này là bông thần. Tính chị sẽ bày trò gì để chiếm được tình cảm của Ngọc Nữ? Đón xem tập 3 Cổ Tích Gái Khôn Được Chồng, phát sóng lúc 19h45 Chủ nhật ngày 21 tháng 3 năm 2021 trên truyền hình Vĩnh Long 1.